Nếu mà nói là kiểu như là ủa sao mày nghe giọng như nhà quê vậy Là má? bây giờ thì có một bạn vừa rồi đặt một cái thử thách nho nhỏ dành cho Văn Mai Hương, và sẵn cái câu hỏi này thì có lẽ là Văn Mai Hương sẽ phải thực hiện cái thử thách đó nhé, nhỏ thôi. Dạ. Bạn ấy nói rằng là rất muốn nghe chị Hương nói tiếng Nam được không ạ? À, trời. Cái quan trọng là bây giờ sẽ là câu hỏi này và Văn Mai Hương sẽ trả lời câu hỏi này bằng tiếng Nam được Dạ. không? Bạn chia sẻ một chút, khi mà cái MV của mình ra mắt vào cái thời điểm mà cũng có rất nhiều những MV khác cùng ra mắt và trong top trending, phải nói là một cuộc chạy đua rất khốc liệt. Bạn thấy điều đó như thế nào? Dạ, thực ra thì nếu mà nói là kiểu như là ủa sao mày nghe giọng như nhà quê Lại nào, vậy lại má? Không nào. nhá, nếu mà em mà nói giọng Nam mà em chỉ nói một câu thôi thì nghe đỡ, nhưng mà nếu mà kiểu bảo em chia sẻ thì nghe nghe, nghe nhà quê Cái quan trọng rằng là kiểu em muốn nó gài vào cái thế mà phải trả lời câu hỏi thì chúng ta mới thấy được nghe nhà cái thật. quê. Ráng ráng nào. Rồi bây giờ ráng cho hết câu hỏi này nào. Ráng đi cho hết nha. Dạ. Thực ra thì nếu mà để mà nói mà trong cái giai đoạn này mà kiểu như là nói là nhiều MV ra mà nhiều content mà Tiếp tục, chúng ta phải giữ bình tĩnh với content Văn Mai Hương này. mà kiểu drama này kia thì cũng cũng không có phải đúng không? Mà kiểu thật ra thì Tiếp tục nào Hương nào, bình tĩnh. Thực Thật ra ra thì thì mình cũng tự tin, tại vì là cái câu chuyện của MV của mình nó cũng cũng có đủ đủ cái yếu tố để mà làm truyền thông rồi. Nhân vật ở trong MV cũng cũng là một cái gì đó khó đoán. Rồi cái sự kết hợp của em với Tuấn cũng làm cho, nói chung là nó cũng cộng. Em cứ nói lên tiếng không phải, em có đang phải nghĩ cái từ nào nó dễ ra đúng không? Không phải, nếu mà nói khó không có dịch ra được. Anh mời với em luôn là tất cả những con người ở đây đang chờ em về, mỗi lần mà nói tiếng nào là bị nặng trình bày. Giống như là em đang lên trên một nơi nào đó mà vẫn chưa về được với bờ vậy đó. Kiểu bơi mà kiểu nó phải xài mình nó chó về em bơi. Ok, thực ra thì cái tình huống thử thách này là có một bạn đặt thôi, chứ bảo cũng không muốn làm khó mình đến như vậy. Bây giờ thì chắc có lẽ là thôi mình quay trở lại với bình thường thôi nha. Dạ, em bình thường Ok. lại đi anh cứ thích cho em khó.